Xin chào tất cả các bạn, hôm nay shop cho Đức sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bạn về máy vệ sinh giày Philips Sneaker GCA1000/60. Đây là hộp của máy các bạn nhé, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là bên trong của máy đánh giày Philips. Ở dưới này sẽ là sách hướng dẫn sử dụng nhé. Máy sẽ đi kèm là có hai đi kèm của máy sẽ là hai cái đầu để vệ sinh giày và một cái đầu sẵn ở trong cái máy này nhé. Một đầu vệ sinh làm sạch và một đầu vệ sinh lau. Đi kèm sẽ là 4 cái pin. Máy này sẽ sử dụng pin AA nhé. Đây là chiếc máy đánh giày. Khi các bạn sử dụng cho pin vào, các bạn mở cái nắp dưới này ra nhé. Chỉ cần kéo ra cho pin vào này. Và đây là để sử dụng. Máy này thì có thể sử dụng trên rất nhiều cái bề mặt vải như là da lộn hay là trên chất liệu cao su đều được nhá. Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần bấm giữ cái nút này đấy, để cho cái đầu này nó xoay là được nhá. Thì trường hợp nếu mà các bạn không sử dụng đầu này mà các bạn sử dụng đầu này thì các bạn chỉ cần mở cái này ra và thay thế cái đầu này vào. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn chọn cái loại đầu cho phù hợp. Thì khi mà sử dụng đánh giày thì các bạn bước 1 là các bạn làm ướt giày hoặc là cho xà phòng vào giày trước, sau đó thì sử dụng với cái máy này. Thì sau khi mà các bạn làm sạch xong thì các bạn lau lại sạch với cả giấy các bạn nhé. Thì cách sử dụng của máy này nó cũng khá là đơn giản như thế thôi. Thì nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là cần hỗ trợ gì thì các bạn để lại comment phía dưới hoặc liên hệ với shop Đức để bên mình hỗ trợ thêm cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.